Xin chào các anh em yêu âm nhạc của mọi miền tổ quốc. Hôm nay em giới thiệu một đôi loa cũng rất đặc biệt và cũng rất là hiếm, cực kỳ hiếm luôn. Và đến bây giờ là đôi loa này có xuất xứ là đôi loa Living Audio CA2A25 mã. Một đôi này rất hiếm. Và các anh em cũng được biết rằng là cái dòng Living này là hãng là của Anh Quốc, sản xuất tại Nhật và xuất lại châu Âu, xuất lại chính Anh Quốc. Và em mới về đây đôi loa này. Và em giới thiệu qua về kích thước. Đôi loa này là cao 60, rộng 36,5 và sâu 30. Và thùng gỗ lạng và ê căng cũng rất là đẹp. Em chiếu gần cho anh em xem đôi loa. Đôi loa thì là đôi loa bát 30 nha anh em nhé, bát 30. Cái ở đây là loa bát 30 và gân ngược. Dòng này là gân ngược tẩm dầu. Đây, cái nước bẩn này nó là cái dầu nó bắn lên ấy. Và nó có một lớp màng tre bảo vệ bát. Đôi loa để anh em thì được xem những cái dòng 1A25 mã và 1A3 các thứ. Thì nó chỉ có một cái chép kèn này thôi và 8 lỗ. Có mic chỉnh và chép chỉnh. Đây, nhưng con này đặc biệt hơn. Con này đặc biệt hơn là chung bằng họng gang nhé. Ngang 30, cao 10 và 8 lỗ đây. Và đôi này nó cái họng của nó câu xuống tận dưới giữa này. Cái củ bát nó ở dưới này của củ chung. Đây là có thể chỉnh về âm sắc thêm để thêm. Đây là ê căng của nó. Đây có hai cái chấu, màu trắng đây để có hai chấu màu trắng đây để cài ê căng, đây. Khung bằng nhôm nhá, bên trong này khung bằng nhôm. Đây, khung nhôm rất đẹp để tạo nên cái sự nổi bật của đôi loa. Và thùng gỗ lạng rất dày, tí nữa anh em xem đằng sau biết rất dày. Đây, bên này cũng thế. Đây, đôi loa này đề căng rất đẹp, nhìn các cái chấu chiếc các thứ là rất là đẹp. Và đây em giới thiệu. Đây, họng gang, mic chỉnh. Đây là lớp da nhé, lớp da bọc cái viền tạo là một cái hình thức rất đẹp của đôi loa này. Đây, màu đen của nó là CA2A và 25 mã. Đây là dòng acoustic, độ nhạy của nó rất cao nhé, 101 dB. Đấy, dầu vẫn còn ướt, rất ướt. Gân, đây là gân ngược tẩm dầu nhé anh em. Đây, còn về thùng vách rất đẹp, đấy, không xuất xa gì đâu nhé. Đấy, còn này độ dòng này độ rất hiếm đôi loa. Đấy, đây là có cái vết xước là do vận chuyển nhưng không ảnh hưởng. Đây, em quay chung cho đằng sau của thùng. Đấy, thùng rất đẹp. Anh em nào mà muốn xem chi tiết hơn thì cứ vào cái số em để Zalo được xem thêm hình ảnh. Đây là cái sơ đồ kỹ thuật cấu tạo của loa.
Đấy. À, bát 30,5 công suất của nó, à, trở kháng của nó là 8 ohm và 50W một thùng, và trọng lượng của mỗi một thùng là 16 kg. Đấy. Đây được sản xuất tại Japan đây, Made in Japan. Đấy. Và các bác biết xem là nhìn cái thân thùng này, dày như thế này, rất dày. Đấy. Để xem. Đấy. Rất đẹp. Thế căng còn rất đẹp nhá anh em nhá. Thế căng còn rất đẹp. Đấy, em đang test với cả chiếc âm ly Marang 1070.